Máy bay Việt Nam Airlines từ Đức về nước phải hạ cánh khẩn cấp xuống Azerbaijan. Chuyến bay của Việt Nam Airlines khởi hành từ sân bay Frankfurt Đức đi thành phố Hồ Chí Minh lúc 19 giờ 40 phút giờ Việt Nam ngày 6 tháng 10 đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Baku Hayda Aliyev, Azerbaijan sau 4 giờ 35 phút bay để cấp cứu hành khách. Cụ thể trên chuyến bay VN30, hành khách AI 18 tuổi quốc tịch Đức gặp vấn đề về sức khỏe, phi hành đoàn đã kêu gọi sự hỗ trợ của một bác sĩ tình nguyện gốc tịch Đức cùng một y tá tình nguyện quốc tịch Đức gốc Việt trên chuyến bay và tiến hành các thao tác cấp cứu, nhưng tình trạng sức khỏe hành khách không được cải thiện. Ngay lập tức, phi hành đoàn đã thông báo trao đổi trực tiếp với trực ban điều hành khai thác của Việt Nam Airlines và quyết định hạ cánh xuống sân bay gần nhất là Baku Hayda Aliyev Azerbaijan lúc 0 giờ 15 phút ngày 7 tháng 10 giờ Việt Nam. Việt Nam Airlines đã nhanh chóng liên hệ và phối hợp chặt chẽ với bộ phận dịch vụ mặt đất của sân bay Baku Hayda Aliyev để hỗ trợ hành khách làm thủ tục nhập cảnh, xin visa và chuyển hành khách đi cấp cứu kịp thời. Sau đó, chuyến bay VN30 đã tiếp tục cất cánh từ sân bay Baku Hayda Aliyev đi thành phố Hồ Chí Minh lúc 3 giờ 38 phút ngày 7 tháng 10 về Việt Nam. Vì lý do hạ cánh khẩn cấp để cấp cứu hành khách, nên chuyến bay dự kiến hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 11 giờ 45 phút, chậm 3 tiếng 50 phút so với kế hoạch đây không phải là lần đầu tiên việt nam airlines quyết định thay đổi kế hoạch khai thác chuyến bay vì lý do sức khỏe của hành khách trước đó hãng cũng đã tiến hành quản chuyến bay hoặc hạ cánh khẩn cấp nhiều lần đối với các trường hợp hành khách gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe cần sự trợ giúp kịp thời